anh chị em trong nhóm. Em rất vui khi được tham gia và đồng hành cùng thầy và các anh chị em. Em làm video xin giới thiệu về bản thân của em. Em tên là Châu Thanh Trung, sinh năm 2000, năm nay em 18 tuổi và em vừa tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại em đang ở huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam. Em rất em biết tới thầy Dương Trung Hiếu vào năm giữa năm 2016 và sau đó tập làm YouTube nhưng mà làm không được xuyên suốt, với lại nội dung không được xuyên suốt nên em đang ít video trên kênh đó, cũng chưa đạt được kiếm tiền và sự chuẩn bị cũng chưa được chu đáo, và hiện tại thì em chưa có công việc làm gì ổn định và em định đi theo con đường MMO để cho và xin và cảm ơn các thầy và các anh chị đã xem video.